Chào mừng viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Thời điểm hiện nay, các bạn có thể hoàn toàn sở hữu cho mình một cây đàn piano cơ hạng sang đến từ thương hiệu nổi tiếng Yamaha, đảm bảo đầy đủ tiêu chí của một nghệ sĩ đàn piano cơ thật sự với chi phí không quá lớn. Minh Phụng Music tự tin là một trong những nhà phân phối đàn piano cơ tốt nhất hiện nay. Giá sản phẩm thì phải nói là tốt nhất thị trường so với đại đa số các đại lý khác. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em mẫu đàn piano cơ tối ưu nhất, chính là Yamaha U1H. Đây là toàn bộ khung cảnh showroom của Minh Phụng Music, đầy đủ các dòng đàn piano cơ, piano điện, organ, cả guitar điện và guitar thùng. Đấy, nhân vật chính của chuyến đi piano cơ U1H. Nhìn toàn bộ cái đàn này thật hoành tráng quá. Thân đàn được phủ nước sơn đen bóng, phù hợp với mọi không gian nhà, điểm tô bởi 88 phím đàn mang đến giai điệu ấm áp. Bộ khung đàn được làm bằng gang nên thiết kế vô cùng tốt và chắc chắn. Bộ pedal từ hợp kim bằng đồng nên vô cùng cứng cáp. 220 dây đàn bằng thép có độ dẻo dai, tạo độ vang khi bạn nhấn phím. Đến lúc khám phá những phần quà giá trị đi kèm với cây piano cơ này rồi. Với U1H, khi mua đàn tại Minh Phụng Music, người chơi sẽ được tặng kèm món phụ kiện vô cùng cần thiết khi chơi đàn piano, đó là ghế chơi đàn piano cao cấp với tông màu đen tương thích với màu đàn, cùng với khăn phủ đàn, khăn phủ phím và ống sửa đàn. Bây giờ team sẽ tiến hành quấn ni lông để tránh thời tiết ẩm ướt. Với cây đàn cơ như U1H thì việc quấn nhiều lớp ni lông sẽ đảm bảo chất lượng cũng như vẻ tây mỹ trong kiểu dáng ban đầu của đàn. Vì thế team đã quấn tận 4-5 lớp dày và cố định đàn để dễ dàng mang ra ngoài xe. Và đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp đã đến. Như trong video, đàn sẽ được 5 anh thanh niên cố định cẩn thận và đẩy chậm chậm ra phía bên ngoài trước khi lên xe. Đàn rất nặng nên phải được mang và di chuyển bằng xe tải chuyên dụng có giá nâng để giúp nâng hạ đàn được chính xác và kỹ lưỡng nhất. Công đoạn đã hoàn tất, cùng khởi hành đến nhà khách thôi nào. Tân Phú là một nơi có rất nhiều địa điểm ăn uống và vui chơi khi về đêm. Giờ đã gần 22 giờ, đường phố vắng xe cộ qua lại nên việc vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Phải nhanh chân lên thôi, đừng vào nhà anh khách càng gần khiến tim cảm thấy háo hức. Mang đàn vào nhà cho anh thôi. Nhà anh có thiết kế hiện đại không kém phần ấm cúng, cùng tông màu trắng. Đây là cây đàn anh dành tặng cho các bé, chính là bé gái 8 tuổi và cậu em của mình. Liệu rằng với trọng lượng 217kg thì U1H có làm khó team khi mang lên lầu không? Mọi người cùng xem nhé. Với kinh nghiệm và sự lành nghề thì cái đàn đã được cả team mang thành công lên lầu. Đàn đã được mang vào tận phòng rồi các bạn. Tiến hành gỡ nệm và tháo dây quấn bảo vệ, cố định đàn và giao đàn cho nghệ sĩ piano nhà anh khách thôi. Đàn được vận chuyển cẩn thận và đã hoàn tất. Trong lúc anh đang trao đổi với tụi mình cảm nhận về buổi giao đàn ngày hôm nay thì mình xin phép nói sơ qua về chế độ bảo hành U1H nhé. Người chơi sẽ được bảo hành tận 10 năm, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi giao đàn đã thành công tốt đẹp. Lên đường về thôi nào anh em. Clip bé test đàn mình sẽ để ở một video khác. Các bạn hãy bật chuông thông báo lên và thưởng thức tài năng của bé nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong chuyến đi ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc hay cần thông tin chi tiết về cây piano này hoặc bất cứ mẫu đàn nào do công ty Minh Phụng phân phối, hãy để lại comment. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ những chuyến đi mới của tụi mình. Nếu cần tư vấn thêm, hãy liên hệ qua hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.